Mình chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 14 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, sau nhiều ngày mưa lớn, sáng 14 tháng 7, đoạn đê trên sông Vệ thuộc địa phận thành phố Hạ Bích của tỉnh Hà Nam đã bị vỡ. Mặc dù nhiều xe chở đá và xe tải lớn đã được đẩy xuống sông, nhưng vẫn không lấp nổi chỗ đê bị vỡ. Hiện tại, hai ngôi làng ở đây đã thất thủ, các ngôi làng gần đó bị nhấn chìm trong biển nước, trong khi mực nước vẫn không ngừng dâng cao. Vào lúc 5 giờ sáng ngày 14 tháng 7 theo giờ địa phương, một thị trấn của huyện Tuấn bên dòng sông Vệ tiến hành xả lũ khiến cho người dân phải di dời khẩn cấp. Huyện này đêm qua đã phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với mưa lũ lên cấp 1, tức là mức cao nhất. Con kênh có tên Cộng sản Chủ nghĩa cách sông Vệ không xa về phía Tây, lượng nước cũng đã tràn đê. Vào lúc 10 giờ tối ngày 13 tháng 7 theo giờ địa phương, đoạn đê trên sông Vệ thuộc địa phận thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam cũng đã bị vỡ. Mặc dù trước đó người dân địa phương đã đẩy xuống sông hai chiếc xe tải cỡ lớn để bịt chỗ thủng, thành phố này đã phải ra thông báo khẩn, yêu cầu di dời người dân và tổ chức lực lượng cứu hộ vá đê. Gần 30.000 người tại Tân Cương đã được di dời khẩn cấp. Cũng trong ngày 13 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp kiêm Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Chu Học Văn đã dẫn đầu một đoàn công tác liên ngành đến Tân Hương để hỗ trợ phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Trước tình hình nguy cấp ở Tân Hương, Trung Quốc cũng đã phải điều động một trong những thiết bị cứu hộ dưới nước tiên tiến nhất nước này, cầu phao cứu hộ khẩn cấp vốn được mệnh danh là tàu sân bay cứu hộ, có thể di chuyển cùng lúc hơn 400 người đến thành phố này. Đến nay, Tân Hương, thành phố có hơn 6,2 triệu dân, đã có 770.000 người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Lượng mưa tối đa trong gần 5 ngày qua tại đây đã lên tới 907mm và gây ngập úng nghiêm trọng nội đô. Mực nước tại một số làng, thị trấn tại Tân Hương đã vượt qua 2m. Được biết, sông Vệ có tổng chiều dài hơn 400km, trong đó đoạn đi qua tỉnh Hà Nam khoảng 240km. Hiện vẫn chưa có thông báo nào về thiệt hại cho hai trận vỡ đê này gây ra. Trước đó, quân đội Trung Quốc đã phải cho nổ một con đập để chuyển hướng dòng lũ trước mối đe dọa chết người sau đợt mưa kỷ lục. Con đập được cho nổ vào đêm ngày hôm kia ở thành phố Lạc Dương, ngay sau khi đợt lũ nghiêm trọng tàn phá thủ phủ Lạc Dương của tỉnh Hà Nam. Các chuyên gia khí tượng cho biết, thành phố Lạc Dương đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục 644,6mm trong vòng 24 giờ, vượt tổng lượng mưa trung bình cả năm khoảng 640,8mm của thành phố này. Trung Quốc hứng chịu lũ lụt tồi tệ, vỡ đê nghiêm trọng. Lũ lụt tồi tệ ở miền Trung, miền Bắc và miền Đông Trung Quốc gây ra vỡ đê nghiêm trọng, ảnh hưởng của hàng trăm nghìn người. Chính quyền các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt của miền Trung, miền Bắc và miền Đông Trung Quốc đang kêu gọi tăng cường các biện pháp ứng phó như gia cố đê và tuần tra 24/24 giờ để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trong những ngày mưa lớn. Hoàn Cầu Thời báo đưa tin, tại tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, cách đoạn hạ lưu của sông Phần đã trải qua đỉnh lũ lớn nhất trong gần 40 năm do mưa lớn liên tục, vỡ đê sông Phần đoạn gần làng Triệu Đông, huyện Tân Cương xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày 13 tháng 7. Chiều dài đoạn đê vỡ lên đến 20m, hơn 10 máy múc quy mô lớn và hơn 300 người nỗ lực vá đê bằng đá và gạch. Tuy nhiên, đến 9 giờ sáng ngày 14 tháng 7, lỗ thủng vẫn chưa được vá. Hơn 1.800 cư dân gần đó đã được sơ tán an toàn vào sáng ngày 14 tháng 7. Ngày 14 tháng 7, tỉnh Sơn Tây đã ban hành các biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 để kiểm soát lũ lụt sau khi có thương vong trong các vụ sập nhà và sạt lở do mưa lớn gây ra. Hơn 20.000 người dân ở tỉnh Sơn Tây đã được di dời sau khi mưa lớn đổ bộ vào tỉnh trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Mưa lớn ở Sơn Tây kéo dài từ đầu tháng 6 đến nay và dự báo sẽ còn tiếp diễn đến nửa cuối tháng 6 này, với lượng mưa ở nhiều nơi trong tỉnh vượt trên 100mm, thậm chí 200mm, mức cao lịch sử. Mưa làm ngập lụt nhà cửa, phá hủy các trụ đỡ bên dưới một tuyến đường sắt băng qua sông Trường Viên. Một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đường sắt treo lơ lửng trên không mà không có trụ cầu. Cục Khí tượng Sơn Đông cho biết, tại các khu vực thuộc tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, dự báo sẽ có những trận mưa như chút vào ngày 15 tháng 7. Chính quyền tỉnh Sơn Đông đã ban hành hướng dẫn kiểm soát lũ lụt, kêu gọi nâng cấp toàn bộ các dự án thủy lợi để tăng cường khả năng kiểm soát lũ lụt.
Đặc biệt, tỉnh sẽ còn tăng cường công tác kiểm tra, phòng thủ các bộ phận trọng yếu để đảm bảo an toàn vận hành trong các trường hợp khẩn cấp, bao gồm cả giám sát 24/24 giờ. Các khu vực khác cũng phải đối mặt với áp lực lớn do lũ lụt gây ra. Tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, vào lúc 11 giờ sáng ngày 14 tháng 7, đập Tam Hiệp trên sông Hoàng Hà đã trải qua trận lụt lớn nhất kể từ năm 1979, với lưu lượng nước chảy vào lên tới 18.360 m³/giây và lượng nước chảy đến 17.990 m³/giây theo tờ Hà Nam báo. Trước đó, hồ chứa đập thủy điện Tiểu Lãng Đề trên sông Hoàng Hà có mực nước cao lịch sử 271,18m và bắt đầu xả lũ với tốc độ 4.100 m³/giây để đảm bảo kiểm soát lũ lụt. Vào sáng ngày 13 tháng 7, dòng giữa của sông Hoàng Hà đã chảy qua đỉnh lũ số 3 trong năm nay với lưu lượng nước tối đa đạt 18.000 m³/giây. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, Bộ Thủy lợi đã cử 7 đội công tác đến tuyến đầu các khu vực bị ảnh hưởng của các tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc, Sơn Tây, phía Bắc Trung Quốc, Hà Nam, miền Trung Trung Quốc và Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc để giám sát các hoạt động kiểm soát lũ lụt. Lời cảnh báo từ biển nước ở Trung Quốc. Từ đầu tháng 5 tới nay, đã có 5 trận mưa lớn ở các tỉnh miền Nam Trung Quốc, khiến cho Trung tâm Khí tượng Quốc gia nước này đã ban hành cảnh báo mưa bão hầu như mỗi ngày trong suốt tháng. Cơ quan này dự báo trong những ngày tới còn có thêm 2 đợt mưa lớn nữa. Thiệt hại nặng nề là điều ai cũng thấy. Truyền thông Trung Quốc đưa tin đến cuối tháng 6, hơn 12.000 người ở 13 tỉnh thành chịu ảnh hưởng do ngập lụt, 78 người thiệt mạng, gần 100.000 ngôi nhà bị hư hại, mùa màng thất bát và tổn thất kinh tế lên đến 25 tỷ nhân dân tệ, khoảng 4,8 tỷ đô la Mỹ. Lượng mưa quá lớn làm giới chức ra cảnh báo lũ trên ít nhất 25 con sông lớn và vừa theo dõi sát sau tình hình đập Tam Hiệp. Ông Chen Tao, nhà dự báo trưởng tại Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, nhìn nhận dù một số khu vực đang bị ngập lụt, hiện nay vẫn chịu thiệt hại do mưa lũ hàng năm, song tổng lượng mưa hàng năm cao từ gấp đôi đến gấp ba bình thường. Để chống lũ, Trung Quốc từ xưa đã đào kênh mương, hồ chứa, xây đập nước, nhưng hệ thống này ngày càng quá tải trước tình hình thời tiết cực đoan khó đoán. Các nhà môi trường học cảnh báo nếu không củng cố những hạ tầng này cũng như tham gia cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu, hàng triệu người sống dọc sông Hồ ở Trung Quốc sẽ nguy hiểm tính mạng. Theo báo cáo của năm 2019 của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, cả tình trạng mưa quá nhiều lẫn các đợt nhiệt độ cao do biến đổi khí hậu đã tăng đều trong vòng 60 năm qua. Không chỉ vậy, từ năm 1980 đến năm 2019, mực nước ven biển Trung Quốc tăng bình quân 3,4mm một năm, nhanh hơn mức trung bình toàn cầu và đe dọa nhiều vùng đô thị. Riêng năm 2019, mực nước biển quanh Trung Quốc tăng hơn bình thường đến 72mm, theo Bộ Môi trường nước này. Hãng tin Bloomberg dẫn một báo cáo trong năm nay cho thấy đồng bằng sông Châu Giang, trung tâm sản xuất và là nơi cư trú của hàng chục triệu người, là vùng trung tâm đô thị gặp nguy cơ cao nhất thế giới do nước biển dâng cao. Nếu không có biện pháp ngăn chặn, khu vực này có thể nằm bên dưới mặt nước ít nhất 6-7cm vào năm 2100. Bên cạnh biến đổi khí hậu, nhiều thập kỷ phát triển kinh tế và đô thị hóa ngày càng gia tăng mức độ thiệt hại mà thảm họa thiên nhiên có thể gây ra cho Trung Quốc. Đơn cử, phần lớn trong số 127 hồ nước của thành phố Trăm Hồ Vũ Hán đã bị bồi lấp, biến nơi đây trở thành một trong những đô thị bị ngập lụt nặng nề nhất nước này. Kính thưa quý vị, xoay quanh thông tin Trung Quốc đã có một tuần thật tồi tệ với những loài động vật khi chúng có những hiện tượng vô cùng bất thường, đặc biệt là mưa sắc chim, mưa ong, mưa ếch đồng loạt xảy ra ở nhiều nơi tại đất nước của Trung Quốc, gây cho người dân đại lục ám ảnh tột độ. Trong khi tại các bờ biển của đất nước này cũng đang chứng kiến xác của hàng trăm con cá mái chèo khổng lồ trôi dạt trên hai bên bờ, được gọi là nhà tiên tri biển cả, có khả năng dự báo những thảm họa thiên tai cực kỳ chính xác. Ngay cả những kẻ vô thần ở Trung Quốc cũng tỏ ra sợ sệt trước sự khác lạ của những loài động vật này và những hiện tượng lớn, kịch tính được mô tả kỹ càng. Hiện tượng các loài động vật rủ nhau chết hàng loạt với số lượng lớn như vậy ở Trung Quốc rất bất thường, làm gia tăng mối lo ngại rằng thế giới tự nhiên đang tiến đến chỗ diệt vong. Thậm chí có người còn liên tưởng đến thế lực siêu nhiên thần bí nào đó, ít nhất là một điều gì đó kỳ lạ và đáng lo ngại đang diễn ra tại đại lục mà chỉ có động vật mới có thể cảm nhận được. Người dân Trung Quốc vài ngày qua đang chuyển nhau nỗi lo lắng đất nước này sẽ có thể sắp phải hứng chịu một trận động đất dẫn tới sóng thần nghiêm trọng.
không kém thảm họa năm 2011 ở Nhật Bản, làm hơn 19.000 người chết. Nỗi lo xuất hiện khi người dân phát hiện lần lượt 7 con cá mái chèo hay còn gọi là cá đai, cá dây lưng, một loài cá sống dưới vùng biển sâu, chết trôi dạt vào bờ hoặc mắc vào lưới ngư dân. Cá mái chèo sứ giả Long Vương báo hiệu thảm họa mới nhất vào ngày hôm qua. Hai con cá mái chèo được phát hiện mắc vào lưới đánh cá của ngư dân ở tỉnh Chiết Giang ở Đông Nam Trung Quốc. Đầu tuần này, một con cá mái chèo dài tới 3,2 mét trôi dạt vào bờ biển ở Vịnh Hoàng Hải, trong khi một con cá mái chèo khác dài 4 mét mắc vào lưới ngư dân ở cảng Đại Liên, phía bắc tỉnh Sơn Đông. Các con cá đã chết và sau đó được đưa vào công viên Thủy cung Disney để nghiên cứu thêm. Năm 2015, có 4 con cá mái chèo được phát hiện ở vịnh Bột Hải. Loài cá mái chèo có da trơn, ánh bạc và vây màu đỏ, thường sống ở độ sâu 200m đến 1000m dưới mặt biển. Theo truyền thông miệng, loài cá này chỉ dạt vào bờ trước thời điểm xảy ra động đất ở dưới biển. Thậm chí người Nhật còn có cụm từ riêng nói về loài cá này. Đó là sứ giả từ cung điện Long Vương. Giai thoại cá mái chèo là một điềm báo thảm họa được chú ý đến nhiều sau thảm họa động đất mạnh. Kinh hoàng, 9 độ Richter kéo theo sóng thần tàn phá một dải bờ biển đông bắc Nhật Bản vào tháng 3 năm 2011. Làm gần 19.000 người chết, ít nhất đã có hơn chục con cá mái chèo trôi dạt vào ngoài biển Nhật Bản năm 2010. Chỉ vài tháng trước, thảm họa kinh hoàng này tại Taiwan đưa tin, có gì đó đang xảy ra dưới biển phải không? Một người dân lo ngại trên Weibo chia sẻ, thông tin nhiều con cá mái chèo mắc vào lưới ngư dân dạt vào bờ biển. Điều gì đang xảy ra với vịnh Bột Hải? Một người dân khác đặt câu hỏi. Đây không nghi ngờ gì là điềm báo cho một trận động đất và nếu nó xảy ra ở vùng trũng Nankai sẽ là một trận động đất khổng lồ. Một người dân Trung Quốc viết trên Weibo đã từng chứng kiến nhiều chuyên gia cảnh báo về chấn động của vùng trũng Nankai, vốn chạy song song với bờ biển phía Nam Nhật. Bên ngoài Nakara đến đảo Kyushu, chấn động này có thể mạnh lên và dẫn đến sóng thần, gây mất mát nhân mạng khổng lồ cũng như tàn phá các vùng duyên hải. Các nhà khoa học vừa bác bỏ lý thuyết này nhưng cũng không phủ nhận hoàn toàn, không có bằng chứng khoa học nào cho giả thuyết cá mái chèo xuất hiện vào thời điểm sắp có động đất lớn. Nhưng chúng tôi không thể bác bỏ 100% khả năng nhà khoa học Tề Chính Đông làm việc tại công viên Thủy cung Disney. Đó có thể là do trạng thái nóng lên toàn cầu dẫn đến sự xuất hiện của con cá mái chèo, hoặc một nguyên nhân khác chúng ta chưa biết, theo ông Đông. Một số cá mái chèo đã chết ở Nhật Bản và Trung Quốc trong năm nay làm dấy lên nỗi sợ một trận động đất hoặc sóng thần khác có thể sẽ xảy ra. Cá mái chèo đều được gọi theo truyền thống là Ryugu no Chikai trong tiếng Nhật, có nghĩa là sứ giả từ cung điện của Thủy Tề. Truyền thuyết kể rằng chúng sẽ tự bơi lên bờ trước khi động đất. Huyền thoại ấy đã thành sự thật trong trận động đất và sóng thần ở Fukushima năm 2011 ở Nhật Bản, khiến hơn 20.000 người thiệt mạng. Ít nhất một chục con cá mái chèo đã dạt vào bờ biển Nhật Bản trong năm trước đó khi xảy ra thảm họa, theo Taiwan News. Thưa quý vị, trong một diễn biến khác thì một tuần nay tại nhiều thành phố, thị trấn của Trung Quốc, điển hình như tỉnh An Huy, Tứ Xuyên, Bắc Kinh, Quảng Đông, Chiết Giang, hàng chục ngàn loài chim khác nhau như chim két, chim sáo, quạ, sám đâm đầu vào mái nhà, tô bin gió, cây cối, các xe cộ, mặt đất ở tốc độ cao. Các nhân chứng cho biết hầu như ngày nào các công nhân môi trường cũng thu gom cả xe tải đầy xác chim. Theo nhiều hình ảnh ghi lại tại một hồ nước ở châu tự trị A3, tỉnh Tứ Xuyên cho thấy, vào sáng nay ngày 14 tháng 7, có gần 10.000 tấn ếch nổi trắng ngửa bụng lên. Khu vực kéo dài khoảng 50 km xung quanh hồ, nhiều người dân địa phương lo lắng có sự bất thường ở dưới đáy hồ. Cũng tại tỉnh Quý Châu vào chiều ngày hôm qua, hàng triệu đàn ong từ trên núi bay xuống thị trấn, ai nấy đều tìm cách tháo chạy để tránh bị ong đốt. Theo các nhân chứng thì chúng không hề có ý định tấn công người hay gia súc, nhưng chúng bay theo từng đàn, đồng đen và phát ra những tiếng kêu vo vo vô cùng lớn vang vọng cả một khu vực dân cư rộng lớn. Nhưng khoảng 15 phút sau đó thì chúng rơi rụng là tả như mưa đá, xác chúng phủ kín mái nhà, sân vườn, đường xá. Trước sự việc này thì Sở trưởng Nông nghiệp tỉnh Quý Châu, bà Hoàng Minh cho biết, qua phân tích thì đàn ong được cho là chết vì bệnh. Tuy nhiên, bà Hoàng từ chối tuyên bố nguyên nhân cho đến khi chính quyền kết luận về cuộc điều tra. Khi nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng về sự thật bất thường của con chim, con ong, con ếch, thì tại vùng biển thuộc tỉnh Quảng Đông, vào sáng ngày 14 tháng 7, người dân vô cùng kinh hãi khi vừa thức dậy, liền chứng kiến cảnh tượng hàng trăm con cá mái chèo khổng lồ giặt phủ kín bờ.
Cũng theo một tờ báo địa phương đưa tin về vụ việc, hãy hy vọng rằng những loài động vật chết hàng loạt vì bị nhiễm độc hoặc bị bệnh, vì như thế còn dễ xử lý hơn là tin đồn cho rằng đó là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sắp đến ngày tận thế. Vì từ rơi đến cá, ong, ếch, các chuyên gia y tế động vật cho rằng sự bất thường của hàng loạt động vật mỗi năm có nhiều lý do, bao gồm thời tiết xấu, dịch bệnh và ngộ độc. Và lý do chính khiến hiện tượng gần đây có vẻ rất lạ, vì phần lớn là thời điểm và địa điểm xảy ra những nơi không có ai để ý đến chúng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.